Các bạn có biết ý nghĩa của chiếc long đình ở trên bức tranh vinh quy bái tổ khổng lồ này không? Từ xưa, trong các lễ hội của đình làng, miếu, quán đều có sự xuất hiện của kiệu long đình. Kiệu long đình được chạm trổ rất nhiều những chi tiết và tầng lớp. Bên trong có những hàng diềm hoa dây, đục lọng thủng, bên ngoài lại có hàng diềm chân. Bên trên mái còn có hình mây cuốn, các góc có trang trí rồng, phượng rất nhỏ và tinh xảo. Cán khiêng của long đình thường đục rồng để thể hiện sự uy nghi. Bên trong long đình sẽ tùy thuộc vào dịp lễ hội để có thể bày biện ở bên trong. Có thể là chiếc bài vị của thành hoàng làng, có thể là bức tượng Phật. Và ở bức vinh quy bái tổ này, bên trong long đình được đựng một chiếc cháp. Và bên trong chiếc cháp có chiếc chiếu vua ban cho quan trạng. Nó cũng giống như là giấy của bổ nhiệm ở trong thời đại hiện nay. Bởi vậy, đại lễ vinh quy bái tổ chính là một đại lễ vô cùng long trọng, vinh dự cho cả một vùng, nên không thể thiếu chiếc long đình này. Và chúng tôi đặt chi tiết long đình trên tranh cũng là cách để khơi gợi lại quy chuẩn của một đại lễ trong xã hội phong kiến ngày xưa.